Quý thính giả thân mến, trong những phần trước, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn 9 thiên cuốn sách, Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Trong phần này, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe những nội dung tiếp theo của cuốn sách này. Thiên 10, địa hình. Địa hình hữu thông giả, hữu quải giả, hữu chi giả, hữu ải giả, hữu hiểm giả, hữu viễn giả. Ngã khả dĩ vãng, bỉ khả dĩ lai, viết thông. Thông hình giả, tiên cư cao dương, lợi lương đạo, dĩ chiến tắc lợi. Khả dĩ vãng, nan dĩ phản, viết quải. Quải hình giả, địch vô bị, xuất nhi thắng chi. Địch nhược hữu bị, xuất nhi bất thắng, nan dĩ phản bất lợi. Ngã xuất nhi bất lợi, bỉ xuất nhi bất lợi, viết chi. Chi hình giả, địch tuy lợi ngã, ngã vô xuất giã, dẫn nhi khứ chi. Lệnh địch bán, xuất nhi, kích chi, lợi. À hình giả, ngã tiên cư chi, tất doanh chi dĩ, đãi dịch. Nhược địch tiên cư chi, doanh nhi vật tòng, bất doanh nhi tòng chi. Hiểm hình giả, ngã tiên cư chi, tất cư cao dương, dĩ đãi địch. Nhược địch tiên cư chi, dẫn nhi khứ chi, vật tòng giã. Viễn hình giả, thế quân, nan dĩ khiêu chiến, chiến nhi bất lợi. Phàm thử lục giả, địa chi đạo giã, tướng chi trí nhiệm, bất khả bất sát giã. Cố binh hữu tẩu giả, hữu thỉ giả, hữu hãm giả, hữu băng giả, hữu loạn giả, hữu bắc giả. Phàm thử lục giả, phi thiên chi tai, tướng chi quá giã. Phù thế quân, dĩ nhất kích thập, viết tẩu. Tốt cường lại nhược, viết trì. Lại cường tốt nhược, viết hãm. Đại lại nộ nhi bất phục, ngộ địch đỗi nhi tự chiến. Tướng bất chi kỳ năng, viết băng. Tướng nhược bất nghiêm, giáo đạo bất minh, lại tốt vô thường, trần binh tung hoành, viết loạn. Tướng bất năng liệu địch, dĩ tiểu hợp chúng. Dĩ nhược kích cường, binh vô tuyển phong, viết bắc. Phàm thử lục giả, bại chi đạo giả, tướng chi trí nhiệm, bất khả bất sát giả. Phù địa hình giả, bình chi trợ giả, liệu địch chế thắng, kế hiểm ách viễn cận, thượng tướng chi đạo giả. Chi thử nhi dụng chiến giả tất thắng, bất chi thử nhi dụng chiến giả tất bại. Cố chiến đạo tất thắng, chú viết vô chiến, tất chiến khả giả. Chiến đạo bất thắng, chú viết tất chiến, vô chiến khả giả. Cố tiết bất cầu danh, thoái bất tị tội, duy dân thị bảo, nhi lợi hợp ưu chúa, quốc chi bảo giã. Thị tốt như anh nhi, cố khả giữ chi phó thâm khê. Thị tốt như ái tử, cố khả giữ chi câu tử. Hậu nhi bất năng xử, ái nhi bất năng lệnh, loạn nhi bất năng trị. Thí nhược kiêu tử, bất khả dụng giã. Chi ngô tốt, chi khả dĩ kích. Nhi bất chi địch, chi bất khả kích, thắng chi bán giã. Chi địch chi khả kích, nhi bất chi ngô, tốt chi, bất khả, dĩ kích, thắng chi bán giã. Chi địch chi khả kích, chi ngô tốt chi khả dĩ kích, nhi bất chi địa hình, chi bất khả dĩ chiến, thắng chi bán giã. Cố chi binh giả, động nhi bất mê, cử nhi bất cùng. Cố viết, chi bỉ chi kỷ, thắng nãi bất đãi, chi thiên chi địa, thắng nãi khả toàn. Dịch nghĩa, địa hình có 6 loại, thông, quải, chi, ải, hiểm, viễn. Thông là ta có thể đi, địch có thể đến. Ở địa hình này, ai chiếm trước chỗ cao, bảo đảm đường vận chuyển lương thực thông suốt mà tác chiến thì có lợi. Quải là nơi tiến đến thì dễ và trở lui thì khó. Ở địa hình này, nếu địch không phòng bị, ta có thể bất ngờ đánh thì thắng. Nếu địch có phòng bị, ta đem quân đến đánh mà không thắng thì khó rút về, thật là bất lợi. Chi là nơi ta tiến đến bất lợi, địch tiến đến cũng bất lợi. Ở địa hình này, địch dù đem lợi nhử ta cũng chớ xuất kích, mà nên giả bộ thua, rút đi. Nhử địch tiến ra nửa chừng, hãy đem quân trở lại công kích, thì ta được lợi. Ải là nơi đất hẹp, ở địa hình này ta nên chiếm lĩnh trước kẻ địch, mà chờ chúng đến. Nếu địch chiếm trước ta, mà dùng nhiều quân, giữ cửa ải, thì ta không nên đánh. Còn nếu địch không nhiều binh, phong tỏa các cửa ải, thì ta có thể tiến đánh. Hiểm là nơi hiểm trở. Ở địa hình này, nếu ta chiếm lĩnh trước kẻ địch, thì nên đóng ở chỗ cao, dễ quan sát, chờ địch tới. Nếu địch đã chiếm lĩnh trước thì ta nên lui quân, chớ đánh. Viễn là nơi xa rộng, ở địa hình này, tình trạng thế lực đôi bên ngang nhau thì không tiện khiêu chiến, nếu miễn cưỡng, đánh thì bất lợi. 6 điều nói trên là nguyên tắc lợi dụng địa hình, tướng lĩnh trọng trách không thể không suy xét cho kỹ. Việc binh có 6 tình huống thất bại là tẩu, trì, hãm, băng, loạn, bắc, không phải do tai họa trời đất mà do sai lầm của tướng lĩnh gây nên. Tẩu là địa thế như nhau mà lấy một chọi 10, ắt phải thua chạy.
Trì là binh sĩ hăng hái mà chỉ huy nhu nhược. Hãm là chỉ huy hăng hái mà binh sĩ nhu nhược, tất nhiên kém sức chiến đấu. Băng là chỉ huy nổi giận mà binh sĩ không phục, gặp địch cứ tự ý xuất chiến, chủ tướng lại không hiểu năng lực của binh sĩ, ắt sẽ bại như núi lở. Loạn là tướng lĩnh nhu nhược không uy nghiêm, huấn luyện không có bài bản, quan hệ trên dưới không có thể chống, bày trận lộn xộn, tự mình làm rối mình. Bắc là tướng lĩnh không biết phán đoán chính xác tình hình địch, lấy ít đánh nhiều, lấy yếu đánh mạnh, tác chiến lại không có lực lượng mũi nhọn, ắt bại. Sáu tình huống ấy là nguyên nhân dẫn đến thất bại, tướng lĩnh nhận trọng trách không thể không suy xét cho kỹ. Địa hình là điều kiện hỗ trợ cho việc dùng binh, phán đoán tình hình, giành lấy thắng lợi, khảo sát địa hình lợi hại, tính toán xa gần. Đó là phương pháp mà một tướng lĩnh tài giỏi phải nắm vững. Nắm vững phương pháp rồi mới chỉ huy tác chiến thì chắc thắng. Không nắm vững phương pháp đã chỉ huy tác chiến thì ắt thua. Cho nên, sau khi phân tích quy luật chiến tranh, thấy đánh chắc thắng, dù vua bảo không đánh, vẫn kiên trì đánh. Thấy đánh ắt thua, dù vua bảo nhất định phải đánh, cũng có thể không đánh. Tiến không cầu danh vọng chiến thắng, lui không sợ tội phạm lệnh, chỉ cốt bảo vệ lợi ích của dân chúng và quốc gia. Tướng lĩnh như vậy mới thực sự là người quý báu của đất nước. Đối xử với sĩ tốt như với con em, họ sẽ cùng mình xông pha vào nơi nguy hiểm. Coi sĩ tốt như con yêu, họ sẽ cùng sống chết với mình. Hậu đãi quân sĩ mà không sử dụng, nuông chiều quân sĩ mà không giáo dục, phạm pháp mà không trừng phạt, thì họ khác nào những đứa con hư hỏng, chẳng thể dẫn đi chiến đấu. Chỉ biết quân mình có thể đánh mà không hiểu có thể đánh địch được hay không, thì mới có nửa phần thắng. Biết địch có thể đánh được chúng mà không hiểu quân mình có đánh nổi không, cũng mới có nửa phần thắng. Biết kẻ địch có thể đánh bại được, biết quân mình cũng có thể đánh nổi, mà không hiểu địa hình bất lợi cho việc tác chiến, thì thắng lợi cũng chỉ mới nắm chắc có phần nửa. Cho nên, người biết dùng binh thì hành động, biết không mê muội, sử dụng chiến thuật biến hóa khôn cùng. Vì vậy mới nói, biết địch biết ta, thắng mà không nguy, nắm vững thiên thời địa lợi sẽ giành thắng lợi hoàn toàn. Tóm tắt nội dung. Thiên này là lý luận sớm nhất của Trung Quốc về địa hình, liên quan đến quân sự. Tôn Tử tập trung luận giải về tầm quan trọng của việc lợi dụng địa hình, đề xuất những nguyên tắc cơ bản về tác chiến trong địa hình khác nhau, phân tích mối quan hệ biện chứng giữa tình hình địch với địa lý quân sự. Căn cứ vào yêu cầu cụ thể của thực tế chiến đấu và cách bày trận cụ thể trong tác chiến đương thời, Tôn Tử trình bày tường tận phương pháp dùng binh thích hợp với 6 loại địa hình, coi địa hình là điều kiện hỗ trợ cho việc dùng binh. Tôn Tử chủ trương tướng lĩnh phải chú trọng quan sát và lợi dụng địa hình, gắn liền việc phán đoán tình hình địch với việc lợi dụng địa hình. Liệu địch chế thắng, kế hiểm dị viễn cận, thượng tướng chi đạo giã. Tôn Tử tiếp đó luận về những nguyên nhân khiến cho tướng lĩnh sai lầm dẫn tới thất trận. Tôn Tử phân tích lục bại, trong đó cái chính là do người chứ không phải do ý trời. Khi thiên chi tai, tướng chi quá giã. Ông nêu ra yêu cầu nghiêm khắc về đạo đức của tướng lĩnh. Tiến bất cầu danh, thoái bất tị tội, duy dân thị bảo. Trong thiên này, Tôn Tử còn nói rõ nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa người chỉ huy với binh sĩ. Chủ trương, tướng lĩnh phải yêu mến, quan tâm đến binh sĩ, đồng thời phải nghiêm trị bằng kỷ luật. Kết hợp yêu với nghiêm, thưởng với phạt. Lý luận trị quân như thế là một tiến bộ so với đương thời. Ải hình giả, ngã tiên cư chi, tất doanh chi dĩ đãi địch, nhược địch tiên cư chi, doanh nhi vật tòng, bất doanh nhi tòng chi. Ở địa hình đất hẹp, ta nên chiếm lĩnh trước kẻ địch mà chờ chúng đến. Nếu địch chiếm trước ta mà dùng nhiều quân giữ cửa ải, thì ta không nên đánh. Còn nếu địch không dùng nhiều binh phong tỏa cửa ải, thì ta có thể tiến đánh. Lý Tiết chiếm đường hẹp, mai phục đánh quân phiến loạn. Sau loạn A Sử, vương triều Đường suy yếu thêm một bước, các phiên trấn nổi lên cát cứ từng phương. Thế lực cát cứ Hoài Tây của Lý Hy Liệt trong quá trình đánh dẹp cứ, mở rộng dần lãnh thổ, nuôi dã tâm chống triều đình. Năm 782, Lý Hy Liệt lại câu kết với quân phản loạn, tự xưng thiên hạ Đô Nguyên Soái. Năm 784, còn tự xưng hoàng đế nước Sở, lấy niên hiệu Võ Thành. Đường Đức Tông Lý Tạo liền cử danh tướng mang đại quân đánh dẹp, đôi bên đều bị tổn thất nặng, Lý Hy Liệt ngã bệnh. Tháng 4 năm 786, đại tướng ở Hoài Tây là Trần Tiên Cơ mua chuộc thầy thuốc chữa bệnh đầu độc Lý Hy Liệt chết, rồi đem quân đầu hàng, được triều đình phong làm tiết độ sứ Hoài Tây. Tháng 7, Hoài Tây binh mã sứ Ngô Thiếu Thành từng được Lý Hy Liệt trọng dụng, lại giết Trần Tiên Cơ, tự xưng tiết độ lưu, rồi mật phái người chiêu hồi Ngô Pháp Siêu là kẻ được Trần Tiên Cơ cho nắm giữ binh mã Hoài Tây.
Ngô Pháp Diêu nhận được mật thư, liền cất quân về theo. Triều đình cho quân truy đuổi, bị Ngô Pháp Diêu đánh bại. Triều đình lệnh cho quan sát sứ Lý Tiết đem quân ngăn chặn, không để quân Hoài Tây vượt Hoàng Hà. Lý Tiết được lệnh lập tức phái Đường Anh Ngạn dẫn binh đến Linh Bảo chặn đánh. Lúc này quân Hoài Tây đã dàn trận ở bờ Nam Hoàng Hà gần Linh Bảo. Để địch không cướp bóc dân chúng, Lý Tiết sai quan lại địa phương mang lương thực đến cho chúng. Hôm sau, quân Hoài Tây đến cách Thiểm Châu 7 dặm, hạ trại, rồi phái binh đánh Thiểm Châu để cướp lương thực. Lý Tiết nghe tin, liền sai 400 dũng sĩ chia làm hai cánh, mai phục ở hai phía Đông Tây, con đường hẹp Thái Nguyên là nơi quân Hoài Tây sẽ phải đi qua. Lý Tiết dặn họ, khi quân Hoài Tây đi qua được 10 tốt rồi, thì cánh mai phục phía Đông hô, giết, cánh phía Tây hưởng ứng hô, giết, nhưng không ngăn cản mà cứ để chúng rút chạy. Lý Tiết lại tập trung thiếu niên các thôn xóm gần đó, mang cung tên, giáo mác, gạch đá, bí mật theo sau quân địch. Khi nghe tiếng thét chém giết của phục binh thì cũng hô giết ầm lên. Lại cử Đường Anh Ngạn dẫn 1.500 quân dàn trận ở khe núi phía bắc. Canh tư hôm sau, quân Hoài Tây đi qua đường hẹp Thái Nguyên, bỗng nghe phục binh hai bên hô giết, liền bỏ chạy toán loạn về khe núi phía bắc, bị quân Đường Anh Ngạn đánh cho tan tác. Tướng Trương Sùng Hiến bị quân Đường bắt sống. Lý Tiết phán đoán quân địch sẽ theo đường núi chạy về phía nam, liền phái tướng Yên Tử Sở dẫn 400 quân đến Trường Thủy chờ sẵn. Quân Hoài Tây đã 2 ngày không được ăn, lại bị Đường Anh Ngạn đuổi gấp phía sau. Ngô Pháp Siêu quả nhiên dẫn tàn binh chạy về phía Trường Thủy. Yên Tử Sở đã ung dung chờ sẵn ở đó, xông ra chém giết gần hết, kể cả chủ tướng Ngô Pháp Siêu. Triều đình do Lý Tiết thiếu quân, phái 5.000 lính bộ binh và kỵ binh tới tăng viện. Nhưng khi viện binh tới thì Lý Tiết đã tiêu diệt xong quân phiến loạn. Hiểm hình giả ngã tiên cư chi, tất cư cao dương dĩ đãi địch, nhược địch tiên cư chi, dẫn nhi khứ chi, vật tòng giã. Ở địa hình hiểm trở, nếu ta chiếm lĩnh trước địch thì nên đóng ở chỗ cao, dễ quan sát, chờ địch tới. Nếu địch đã chiếm lĩnh trước thì ta nên lui quân, chớ đánh. Quách Tiến chiếm nơi hiểm trở, chặn quân Liêu. Thời Bắc Tống, tháng Giêng, năm Thái Bình Hưng Quốc thứ tư năm 979, sau khi bình định phương Nam, Tống Thái Tông, Triệu Quang Nghĩa, triệu tập quần thần, bàn kế hoạch tiến đánh Bắc Hán. Chúa Bắc Hán là Lưu Tục Nguyên, tương đế ở Thái Nguyên, rồi hàng phục nước Liêu. Thời Tống Thái Tổ, quân Tống mấy phen tiến đánh Bắc Hán đều bị quân Liêu đến cứu Hán, đánh chẳng nổi, phải rút về. Vì vậy quần thần đều phản đối xuất binh. Chỉ riêng khu mật sứ Tào Bân, sau khi phân tích kỹ tình thế, chủ trương bắc phạt. Tống Thái Tông nghe Tào Bân phân tích có lý, liền quyết định thân chinh xuất quân đánh Bắc Hán, cử Phan Khương tiến đánh Thái Nguyên, Quách Tiến chặn quân Liêu tiếp viện. Liêu Cảnh Tông do Luật Hiền nghe tin quân Tống đánh Thái Nguyên, liền phái sứ giả đến hỏi lý do tại sao quân Tống đánh Bắc Hán. Tống Thái Tông đáp: Bắc Hán không chịu nghe lệnh ta phải đến hỏi tội. Nếu nước Liêu không giúp Hán thì hòa ước Tống Liêu còn hiệu lực, bằng không nước Tống ta không sợ chiến tranh. Sứ giả nước Liêu thấy Tống Thái Tông nói cứng, đành hậm hực ra về. Chúa Bắc Hán Lý Tục Nguyên thấy quân Tống kéo đến đánh, lại do Tống Thái Tông thân chinh đốc chiến, kêu hoảng sợ cho người sang cầu cứu nước Liêu. Liêu Cảnh Tông lập tức phái tể tướng ra luật ra, làm đô thống cùng Dực Vương Đáp Nhĩ đem quân gấp đi cứu Hán. Ra luật ra đi rồi, Liêu Cảnh Tông chưa an tâm, lại lệnh cho Nam Viện Đại Vương ra luật Tà đem quân đi hiệp trợ. Ra luật ra tiến quân đến dãy núi Bạch Mã, thấy quân Tống đã chiếm lĩnh cao điểm hiểm yếu, mà giữa hẻm núi lại có một dòng suối rộng, nước chảy xiết, rất khó vượt qua. Ra luật ra hạ trại, đợi quân phía sau đến cùng. Đáp Nhĩ ỷ mình dũng mãnh, nói: Tướng quân sao lại sợ hãi đến thế? Chúng ta được lệnh đi đánh địch, gặp địch thì phải đánh chứ, kẻo bị người đời chê cười cho đó. Ra luật ra nói: Phải thận trọng mới được, ông thử nhìn lên núi xem, tinh kỳ quân Tống dày đặc thế kia, chưa biết địch mai phục bao nhiêu binh mã, ta phải dò xét thử hư rồi mới đánh, kẻo ra vào kế phục binh của chúng. Đáp Nhĩ không nghe, cứ dẫn đội tiên phong tiến vào hẻm núi. Lúc này trên đỉnh Bạch Mã, quân Tống do Quách Tiến chỉ huy bố trí kỵ binh và cung nỏ. Thấy quân Liêu vượt khe suối, liền phất cờ, tống trống và la hét ầm ầm, nhưng không tràn xuống đánh. Đáp Nhĩ thấy thế, cho rằng quân Tống chỉ hư trương thanh thế, nên hạ lệnh gấp rút vượt khe. Nhưng mấy ngày trước mưa lớn, khe suối nước chảy rất xiết,
Vì thế quân Liêu vượt khe vô cùng vất vả và chậm chạp. Quách Tiến thấy đội ngũ quân địch rối loạn, liền phất cờ. Một trận mưa tên trút xuống, quân Liêu tử thương vô số. Tiếp đó kỵ binh tràn xuống, những tên địch lóp ngóp bò lên bò lại bị hất xuống khe suối cho cuốn băng đi. Đáp Nhĩ cùng con trai và 500 tướng sĩ của y đều bỏ mạng ở trận này. Quách Tiến thắng trận, viết thư báo tin chiến thắng. Lúc này Tống Thái Tông mới đến Trấn Châu. Nhận được thư, Tống Thái Tông cả mừng, nói: Lưu Tục Nguyên đã không còn viện binh, hãy mau chóng đánh Thái Nguyên. Đầu tháng 5, quân Tống về đánh Thái Nguyên, cho tháo nước sông tràn vào thành. Lưu Tục Nguyên chờ mãi viện binh không thấy tới, lại phái sứ giả sang cầu cứu nước Liêu. Quách Tiến chiếm giữ Ải Thạch Lĩnh, quân Liêu lần nào tiến công cũng đều bị đánh lui, không cách gì vượt qua. Lưu Tục Nguyên thấy viện binh không đến, đành đầu hàng. Khi năm viện đại vương của quân Liêu là Gia Luật Tà kéo quân đến gần Thái Nguyên, thì nghe tin Bắc Hán đã đầu hàng, đành rút quân về. Viễn hình giả, thế quân, nan dĩ khiêu chiến, chiến nhi bất lợi. Ở địa hình xa rộng, thế lực đôi bên ngang nhau thì không tiện khiêu chiến. Nếu miễn cưỡng đánh thì bất lợi. Mông Ca, Viễn Trinh mất mạng, quân mệt phải rút về. Thời Nam Tống, năm Thuần Hựu thứ 11 năm 1251, Mông Ca kế tục ngôi vị Khả Hãn Mông Cổ. Mông Ca ra tay chỉnh đốn nội bộ, ổn định quyền lực, chuẩn bị tiến đánh Nam Tống. Mông Ca tiếp nhận lời dặn dò của tiền nhân, tiến công Giang Nam, quyết định dùng chiến lược vòng xuống phía Tây Nam, rồi đánh vua hồi vào sườn phía sau của Nam Tống. Tháng 6 năm 1252, Mông Ca lệnh cho em trai là Hốt Tất Liệt tiến xuống Vân Nam, đánh nước Đại Lý. Khi quân Mông Cổ đã chiếm Vân Nam và Tứ Xuyên, Mông Ca cho rằng thời cơ đem đại quân đánh Nam Tống đã chín muồi. Thế là năm 1257, liền triệu quân thần bàn kế sách diệt Tống. Hốt Tất Liệt vừa từ Vân Nam trở về, nói rằng Nam Tống chưa đến lúc diệt vong, nền kinh tế Mông Cổ chưa đủ mạnh, điều kiện tiêu diệt Nam Tống chưa đầy đủ, nên chủ trương chưa nên xuất binh. Mông Ca không nghe. Tháng 2 năm 1258, Mông Cổ chia làm ba đạo quân, dốc toàn bộ lực lượng Nam tiến. Mông Ca thân chinh dẫn trung quân, chủ lực, chuẩn bị trước đánh Tứ Xuyên, sau đó từ Quỳ Môn, men sông mà tiến sang phía đông. Hốt Tất Liệt cùng mưu sĩ và tùy tướng của mình cho rằng cách tiến quân như vậy không tốt. Chủ lực tiến vào Tứ Xuyên sẽ bị núi cao, khe sâu, hạn chế, đường giá hiểm trở, rất khó vận động. Đối phương có thể dựa vào địa thế hiểm trở mà cố thủ. Hơn nữa suốt dọc đường, dân cư rất thừa thớt, không có lương thực bổ sung, có đạt được mục đích thì quân đội cũng đã kiệt sức. Mông Ca vẫn ngoan cố giữ nguyên kế hoạch hành quân của mình. Tháng 4, Mông Ca dẫn 4 vạn quân tiến vào Tứ Xuyên. Khi qua Thiểm Tây, có Lưu Mẫn là lão thần đang nghỉ chữa bệnh tại gia, đến xin ý kiến Mông Ca và nói: Trung Nguyên đất rộng dân nghèo, đại vương Viễn Trinh chỉ e bất lợi, xin đại vương lui binh về thì hơn. Mông Ca không nghe. Sau khi vào Tứ Xuyên, quân Mông Cổ liên tục tiến công, chiếm cứ các nơi mất quá nửa năm, vô cùng mệt mỏi. Tháng 2 năm 1259 mới tiến đến thành Điếu Ngư. Mông Ca muốn qua Quỳ Môn ở phía đông để hội với đạo quân phía nam diệt Tống, tất phải chiếm được Trùng Khánh. Nhưng hiện tại đang bị thành Điếu Ngư ngăn trở. Thành này có địa thế hiểm yếu, ở nơi ba dòng sông, Giá Lăng, sông Bồi và sông Cừ, hợp lưu, khống chế phía Thượng Du, che đỡ cho Trùng Khánh. Thành ở trên núi cao, bốn bề vách núi treo leo, dễ thủ khó công. Chi Châu Vương Kiên giữ thành, quyết tâm chống địch. Trong thành có khoảng 1 vạn quân và 9 vạn dân. Vương Kiên động viên quân dân tu sửa thành quách, tích trữ lương thực, đào giếng trữ nước, chuẩn bị chu đáo mọi mặt. Mông Ca thấy thành Điếu Ngư khó hạ, liền sai Tấn Quốc Bảo là viên quan Nam Tống đầu hàng vào thành dụ địch. Tấn Quốc Bảo vào làm thuyết khách cho quân Mông Cổ. Vương Kiên liền sai trói hắn lại. Đoàn tập hợp tướng sĩ lôi Tấn Quốc Bảo ra chém đầu rồi tuyên thệ: Từ nay, nếu có kẻ nào dám mở miệng nói hàng thì sẽ chịu chung số phận nhục nhã như họ Tấn kia. Nếu bản quan có hành vi phản bội, xin các vị cứ việc chém đầu bản quan. Tướng sĩ ai nấy hô to: Nguyện cùng tướng quân báo đáp triều đình. Mông Ca thấy dụ hàng không xong, liền sai tùy tướng Uông Đức Thần vây đánh thành Điếu Ngư, bắt hơn 8 vạn dân chúng quanh vùng. Lệnh cho Nữ Vũ đem quân tới Lân Thị làm cầu nối để ngăn chặn quân Tống ở hạ du Trường Giang lên tiếp viện. Lại thân chinh dẫn quân vượt sông Cừ đến sát thành Điếu Ngư. Vương Kiên ra sức cố giữ thành. Đến cuối tháng 3, quân Mông Cổ đã sử dụng đủ mọi thứ khí tài đánh thành, song không hạ nổi. Tháng 4, có lần quân Mông Cổ sắp phá được một quãng thành để vào,
nhưng Vương Kiên lợi dụng đêm tối lại đánh lui quân địch. Sau đó liên tục 20 ngày trời mưa lớn, quân Mông Cổ khó lòng tiến đánh. Thêm vào đó, quân Mông Cổ không hợp với thủy thổ, bị bệnh thành dịch, sức chiến đấu giảm hẳn. Mông Ca triệu tập các tướng phản cách. Túc vệ Lai A Bát Xích cho rằng đánh thành bất lợi, chi bằng để lại một lực lượng nhỏ giám sát Trùng Khánh, Tiếu Ngư, còn chủ lực thì đến Quỳ Châu hội quân với Hốt Tất Liệt mà đánh Lâm An. Có tướng cho rằng nên tiếp tục vây đánh Điếu Ngư, có tướng chủ trương nên rút quân về nước. Mông Ca nhất thời khó bề quyết định. Việc thành Điếu Ngư được giữ vững mấy tháng đã cổ vũ mạnh tinh thần quân Nam Tống. Hoàng đế Tống Lý Tông cử Lã Văn Đức làm thứ sử Tứ Xuyên, đem quân ngược dòng Trường Giang từ Nhạc Xuyên lên tăng viện cho Tứ Xuyên. Lã Văn Đức tiến đến Bồi Châu, phá vỡ vòng vây phong tỏa và cầu nổi của quân Mông Cổ. Đầu tháng 6 tiến đến Trùng Khánh. Sau đó Lã Văn Đức chỉ huy hơn 1.000 chiến thuyền vượt sông Giá Lăng tăng viện cho thành Điếu Ngư, nhưng tới gần Hiệp Xuyên thì bị quân Mông Cổ chặn đánh, phải lui về Trùng Khánh. Sau khi đánh bại viện binh của Nam Tống, Mông Ca lại đốc thúc đại tướng Uông Đức Thần chọn tinh binh, ban đêm dùng thang tấn công thành Điếu Ngư, đôi bên thương vong rất nặng nề. Sáng hôm sau, Uông Đức Thần đích thân cưỡi ngựa đến dưới thành khuyên hàng. Y đang nói thì trên thành có một hòn đá lớn ném xuống, trúng vào tay bên phải của y. Tay trái y cầm cờ cũng buông thõng ngay xuống. Tướng lĩnh chủ yếu của quân Mông Cổ bị trọng thương, trời lại mưa như chút, dùng thang đánh thành không xong, quân Mông Cổ đành rút lui. Chiều tối hôm ấy, Uông Đức Thần chết trong doanh trại. Đánh mãi không hạ được, Mông Ca lo lắng, sai dựng một đài cao để quan sát cách bố phòng trong thành. Vương Kiên nghe báo, lên đầu thành quan sát, thấy Mông Ca đang đôn đốc dựng đài, liền hạ lệnh chuẩn bị pháo kích đài quan sát của địch. Mông Ca cùng tùy tướng vừa bước lên đài cao mới được dựng xong, thì đột nhiên bị máy bắn đá từ trong thành nã ra tới tấp. Quân Mông Ca ở dưới chân đài thương vong nặng nề, chính Mông Ca cũng bị thương nặng, mấy hôm sau thì chết. Quân Mông Cổ đành phải rút về nước. Mông Ca mù quáng đem quân viễn chinh trong tình hình không có gì chắc thắng, dẫn tới hậu quả chính mình bỏ mạng, quân đội thất bại. Nhờ đó, vương triều Nam Tống còn tồn tại được thêm 20 năm nữa. Thế quân, dĩ nhất kích thập, viết tẩu. Tẩu là địa thế như nhau, mà lấy một chọi 10, ắt phải thua chạy. Ngô Hán đánh Thục, trước thua sau thắng. Thời Đông Hán, tháng 10 năm Kiến Võ thứ 11, năm 35 sau Công Nguyên, quân Hán đánh Thục liên tiếp thắng lợi. Khi vào thời điểm quan trọng tới gần thành đô, thì chủ tướng Sầm Bành bị chúa Thục là Công Tôn Thuật cử người đến giết chết. Vị tướng quan trọng thứ hai của quân Hán là Ngô Hán, đóng quân ở Quảng Đô. Mùa thu năm sau, năm 36, Quang Võ Đế, Lưu Tú, hạ chiếu nhắc nhở Ngô Hán. Thành đô có hơn 10 vạn binh mã, không thể coi thường, khanh nên cố thủ ở Quảng Đô, chớ chủ động xuất kích, chờ quân Thục tiến đánh, khi mệt mỏi rồi hãy xuất kích thì mới thắng được. Nhưng Ngô Hán muốn thắng sớm không nghe theo lời nhắc nhở của Lưu Tú, dẫn hơn 2 vạn quân đến dựng trại ở bờ bắc sông Cẩm, cách thành đô chừng 10 dặm, chuẩn bị đánh thành đô. Ngô Hán lại phái phó tướng Lưu Thượng đem hơn 1 vạn quân hạ trại ở bờ nam sông Cẩm, cách doanh trại của Ngô Hán bên bờ bắc 20 dặm, thành thế phân ly. Lưu Tú nghe tin đó lập tức phái người mang chiếu chỉ tới Ngô Hán. Lưu Tú cho rằng hai phái Hán Thục có điều kiện địa lý như nhau, mà lực lượng quân Thục đông hơn hẳn, nếu khinh địch tiến sâu như vậy lại tách biệt với cánh quân của Lưu Thượng, lỡ quân Thục đem đại quân vây đánh Ngô Hán đồng thời đánh Lưu Thượng thì quân Hán thất bại là cái chắc. Nhưng chiếu chỉ chưa tới thì Công Tôn Thuật đã cử 2 tướng Tạ Phong, Viên Cát đem 10 vạn quân tiến công Ngô Hán. Công Tôn Thuật lại phái 1 tướng khác dẫn hơn vạn quân khống chế Lưu Thượng để ngăn cách Lưu Thượng với Ngô Hán. Ngô Hán chỉ huy binh mã đánh nhau dữ dội suốt 1 ngày với quân Thục. Cuối cùng, vì lực lượng chênh lệch nên thua to, phải rút vào doanh trại. Tướng Thục Tạ Phong cho quân bao vây doanh trại quân Hán. Quân Hán thua trận, vội triệu tập chư tướng lại để nói rõ tình hình. Quân ta tiến quân ngàn dặm, trận nào cũng thắng, nay vừa tiến sâu vào vùng địch thì lại bị bại, bị bao vây, tách rời với cánh quân của Lưu Thượng. Trước mắt, chỉ có cách bí mật rút sang bờ Nam, hội quân với Lưu Thượng để chống địch mới có hy vọng chiến thắng. Đây là giờ phút quyết định thành bại. Các tướng tán thành chủ trương của Ngô Hán, thế là đóng cửa doanh trại liền 3 ngày nghỉ ngơi, không xuất chiến. Đêm ngày thứ 3, Ngô Hán hạ lệnh, người ngậm tăm, ngựa buộc miệng, lặng lẽ gấp rút vượt sông. Hành quân gấp 20 dặm, hội quân với Lưu Thượng. Các tướng Thục không quan sát được hành động của quân Hán. Sáng hôm sau,
thấy quân Hán bên bờ Bắc đã rút hết sang bờ Nam mới đem chủ lực đuổi theo. Quân Hán tập trung binh lực, liều chết kháng cự. Quân Thục không biết rằng chủ lực của Ngô Hán đã hội hợp với Lưu Thượng, lại chia quân thành hai cánh ở hai bên bờ sông Cẩm, nên bị thua to, cả hai tướng Tạ Phong, Viên Cát đều tử trận. Thế là Ngô Hán dẫn đại quân lui về Quảng Đô để Lưu Thượng ở lại đối phó với quân Thục, đồng thời Ngô Hán gửi sớ về triều cho Lưu Tú nhận lỗi. Lưu Tú trả lời Ngô Hán và dặn trong chiếu chỉ, Khanh trở về Quảng Đô là đúng, Công Tôn Thuật chưa dám tấn công Lưu Thượng, nếu Công Tôn Thuật cứ đánh Lưu Thượng thì Khanh hãy đem quân tới cứu, chờ cho kẻ địch mệt mỏi hãy đánh, nhất định sẽ thắng. Sau đó Ngô Hán làm theo đúng chiếu chỉ của Lưu Tú, đóng quân ở Quảng Đô chờ cơ hội hành động. Cuối cùng, 8 lần giao chiến với quân Thục đều có ưu thế về binh lực, trong điều kiện địa thế ngang nhau, đều chiến thắng, chiếm được các vùng phụ cận thành đô. Tốt cường lại nhược viết trì. Binh sĩ hăng hái mà chỉ huy nhu nhược thì gọi là trì, tức lơi lỏng. Điền Bố không điều động được quân phải tự sát. Tiết độ sứ Ngụy Bắc là Điền Lý An là một thế lực cát cứ hùng mạnh, bất chấp cả triều đình nhà Đường. Năm Đường Hiến Tông Nguyên Hòa thứ 7, năm 812, tháng 8, Điền Lý An chết bệnh, con trai còn nhỏ. Bộ xạ Đô Chi binh mã, Điền Hưng. Thừa cơ làm binh biến, quy thuận triều đình. Đường Hiến Tông phong cho Điền Hưng làm tiết độ sứ địa khu Ngụy Bắc. Năm sau, Đường Hiến Tông ban cho Điền Hưng danh Huyền Trinh. Huyền Trinh phế bỏ một số chế độ quy định hà khắc được tướng sĩ Ngụy Bắc ủng hộ. Huyền Trinh lại lập công trong việc dẹp yên bọn phản loạn, nên triều đình phong thêm tước, kiểm hiệu tư đồ, đồng bình trương sự. Tháng 10 năm 820, tiết độ sứ Thành Đức là Phương Thừa Tông chết bệnh, em trai là Phương Thừa Nguyên quyết định quy thuận triều đình, chờ chỉ dụ của nhà vua. Đường Mục Tông liền giao cho Điền Huyền Trinh đến Thành Đức làm tiết độ sứ. Chức tiết độ sứ Ngụy Bắc do Lý Tố tiếp nhận. Điền Huyền Trinh sau khi đến Thành Đức thì con cháu ỷ thế của ông mà ăn chơi cực kỳ xa xỉ, khiến tướng sĩ rất phẫn nộ. Năm sau, thuộc hạ của Điền Huyền Trinh là Vương Đình Tấu làm binh biến giết Điền Huyền Trinh cùng thuộc hạ và gia quyến hơn 300 người, rồi tự xưng làm tiết độ sứ, buộc giám quân Tống Duy Đăng. Dâng sớ đề nghị triều đình chuẩn y. Tiết độ sứ Ngụy Bắc là Lý Tố nghe tin đó liền mặc đồ tang nói với tướng sĩ, sở dĩ Ngụy Bắc được an ninh giàu có như hôm nay hoàn toàn là nhờ công lao của Điền Huyền Trinh. Nay Điền Huyền Công bị giết hại, chúng ta nên báo đáp thế nào đây? Tướng sĩ đau đớn khóc lóc. Lý Tố liền lấy bảo kiếm tặng cho thứ sử Thâm Châu, huyện Thâm, tỉnh Hà Bắc là Ngô Nguyên Dực và nói, Điền Công từng dùng thanh kiếm này lập công lớn, ta cũng đã dùng nó dẹp yên loạn quân. Này ta tặng kiếm này cho tướng quân, hy vọng tướng quân dùng nó diệt trừ Vương Đình Tấu. Ngô Nguyên Dực nhận kiếm đáp, tôi nguyện hết lòng báo đáp. Khi Lý Tố chuẩn bị cất quân thì đột ngột phát bệnh không thể xuất chinh. Các đại thần triều đình cho rằng chỉ có quân Ngụy Bắc dũng mãnh mới dẹp nổi Vương Đình Tấu, mà quân Ngụy Bắc chỉ kính phục Điền Huyền Trinh. Điền Bố là con trai của Điền Huyền Trinh có tài, vậy để Huyền Bố đem quân xuất chinh mới mong thắng lợi. Đường Mục Tông liền hạ chiếu phong cho Điền Bố làm tiết độ sứ Ngụy Bắc và hạ lệnh cho chàng lập tức đi Ngụy Bắc nhậm chức. Điền Bố sinh trưởng ở Ngụy Bắc, biết rõ tướng sĩ nơi đó dũng mãnh nhưng khó sai khiến, chàng khóc mà chối từ. Nhưng Đường Mục Tông và quần thần kiên quyết đòi chàng phải đi. Bất đắc dĩ, Điền Bố đành từ biệt vợ con lên đường. Điền Bố tới Ngụy Bắc, Lý Tố đang còn ốm đau, bàn giao công việc cho Điền Bố và dặn. Quân Ngụy Bắc từ sau khi quy thuận triều đình, quen được triều đình ban thưởng thâm hậu, sinh ra binh kiêu tướng phú, rất khó điều động. Vương Đình Tấu ở Thành Đức nghe tin Điền Bố đến thay Lý Tố, vội điều binh đến vây đánh Thâm Châu. Thứ sử Thâm Châu là Ngô Nguyên Dực, binh lực non yếu, vội cho người đến Ngụy Bắc cầu cứu. Điền Bố chuẩn bị đem binh đi cứu, nhưng tiền lương cho tướng sĩ triều đình lại chưa chuyển đến kịp. Sử Hiến Thành là tướng tiên phong, lại xúi giục quân sĩ đòi phải lĩnh lương mới chịu đi. Thế là việc binh bị trì hoãn mấy tháng. Điền Bố đem hết tiền bạc trong kho ra, cấp cho tướng sĩ cũng không đủ. Mùa xuân năm 822, Điền Bố mới có thể cất quân đánh Vương Đình Tấu. Lúc này thời tiết vô cùng lạnh giá, quân sĩ không chịu nổi đói rét
tiến binh rất chậm. Điền Bố hạ lệnh thu tô thuế dọc đường để bổ sung cho quân đội. Từ Hiến Thành thừa cơ hỏi vặn: chi tiêu của quân đội phải do triều đình chu cấp, nay Điền Thượng Thư lại vơ vét của dân để vỗ béo triều đình là cứ làm sao? Dân chúng ở đây có tội tình gì? Điền Bố không biết nói năng làm sao. Đúng lúc ấy triều đình lại hạ chiếu yêu cầu Điền Bố tách một phần binh mã cho tiết độ sứ Thâm Châu Lý Quang Nhan để cứu nguy Thâm Châu. Thế là binh lực của Điền Bố càng yếu thêm, cho nên vừa giao chiến với quân của Vương Đình Tấu đã bị đánh bại. Tướng sĩ ngả theo Sử Hiến Thành mà không theo lệnh của Điền Bố. Sau khi trở về Ngụy Bác, Điền Bố triệu tập chư tướng bàn cách xuất chinh lần nữa. Các tướng nói: nếu Thượng Thư thoát ly triều đình thì chúng tôi nguyện theo cùng, ngược lại chúng tôi sẽ không đi đánh nhau nữa. Điền Bố định nói thêm thì họ đã bỏ cả ra ngoài. Điền Bố thở dài: chẳng nên công cán gì. Đoàn viết biểu gửi triều đình: thần thấy tướng sĩ cuối cùng đều quên ơn nước, thần bất tài không làm gì được, nguyện lấy cái chết báo đền. Đoàn giao tờ biểu cho Lý Thạch rồi bước vào nội thất. Điền Bố tới trước bài vị Điền Huyền Trinh khóc lạy: con chỉ có thể dùng cách này để tạ tội với cha. Rồi rút gươm đâm vào ngực tự sát. Lúc ấy chàng mới 38 tuổi. Sử Hiến Thành thấy Điền Bố đã chết, liền tự xưng tiết độ sứ báo về triều đình. Vua tôi trong triều mê muội, không truy xét sự tình, chấp nhận cho Sử Hiến Thành làm tiết độ sứ. Sử Hiến Thành bề ngoài quy thuận triều đình, thực ra ngấm ngầm liên kết với quân phiến loạn cát cứ một phương. Lại cường tốt nhược viết hãm, chỉ huy hăng hái mà binh sĩ nhu nhược, tất nhiên kém sức chiến đấu, gọi là hãm. Phù Dung đơn độc bị tử trận ở Phì Thủy. Phù Dung là em út của Tiền Tần, chúa Phủ Kiên, người dân tộc Đê, từ nhỏ thông minh hơn người, lớn lên có thân hình cao lớn, sức vóc đặc biệt, tinh thông phương pháp, trăm người khó địch nổi. Phù Dung học giỏi, nói năng hùng hồn, hạ bút thành thơ, quần thần đều kính phục tài văn chương của chàng. Phù Kiên vô cùng yêu quý Phù Dung, cho là chàng có thể làm tể tướng trong triều, đại tướng ba quân, liền phong cho Phù Dung làm thị trung, trung thư giám, đô đốc trung ngoại, chư quân đại tướng quân. Mọi việc trong triều đều bàn tính với chàng. Năm thứ nhất Đông Tấn, Lý Võ Đế Thái Nguyên năm 376, sau khi diệt Tiền Yên năm 370, diệt Tiền Lương, Tiền Tần, lại cử binh đánh Tấn, chiếm Nang Dương, thống nhất phần lớn phương Bắc, đương đầu với Đông Tấn ở phương Nam, thế lực mạnh yếu đã rõ ràng, nhưng muốn diệt Đông Tấn không phải dễ. Tháng 10 năm Thái Nguyên thứ 7 năm 382, Phù Kiên triệu Văn Võ Bá Quan vào Điện Thái Cực bàn kế sách đánh Đông Tấn để thống nhất thiên hạ. Nhưng ý kiến quần thần mỗi người một khác. Phù Kiên thất vọng, cho quần thần lui ra, chỉ lưu lại một mình Phù Dung. Phù Kiên nói: phàm đại sự quốc gia đều do một hai người quyết định, việc này phải do hai anh em ta quyết định thôi. Phù Dung chủ trương chưa đánh Đông Tấn, chàng nói: hiện tại đánh Tấn có ba cái khó. Một là năm nay U Châu bị hạn hán cả ngàn dặm, thiên thời bất lợi cho ta. Hai là nước Tấn ổn định, nội bộ đoàn kết, không có kẽ hở để ta lợi dụng. Ba là quân ta chinh chiến liên miên, binh sĩ mỏi mệt, trăm họ đều ngại chiến tranh. Do đó, những vị nói là không nên đánh Tấn đều là trung thần, những mong bệ hạ suy xét. Phù Kiên lập tức sầm mặt, nói: ta có quân trăm vạn, vật tư binh khí chất cao như núi, lại từng bao phen thắng trận, nay đi đánh một nước đang ở bên bờ diệt vong thì có gì phải sợ. Phù Dung ướt nước mắt, nói: Kinh Đô hiện có vô số dân Tiêu Ti, Hương, Kiệt là những người có mối thâm thù diệt quốc với ta. Nếu bệ hạ Nam chinh, Kinh Đô chỉ lưu thái tử với vạn quân già yếu. Lỡ xảy ra bất chắc thì có hối đã muộn. Kiến giải của hạ thần dù kém cỏi, song di ngôn của Phương Thừa Tướng chắc bệ hạ chưa quên. Nghe nhắc đến Phương Thừa Tướng, Phù Kiên giật mình. Tiền Tần có được ngày hôm nay chủ yếu nhờ công lao của Vương Mãnh. Phút lâm chung, Vương Mãnh có dặn dò Phù Kiên: triều Tấn tuy chỉ đóng ở Giang Nam, nhưng tất cảnh là người kế thừa chính thống Trung Hoa. Hơn nữa nội bộ rất chặt chẽ, sau khi tôi chết chớ nên đánh nước Tấn vội. Phù Kiên vốn coi Vương Mãnh như Gia Cát Lượng, mọi kế sách đều nghe theo. Nay tất cảnh đã chết, Phù Kiên vốn luôn luôn nghĩ cách đánh Tấn, cho nên bèn phải tay cho Phù Dung lui ra. Phù Kiên nuôi chí thống nhất bốn biển từ lâu, không dễ gì từ bỏ kế hoạch đánh Tấn, bèn triệu Mộ Dung Thùy là người dân tộc Tiên Ti, tỷ tướng nước Yên, sang hàng, vào cung thương nghị. Mộ Dung Thùy vẫn nuôi chí khôi phục nước Yên, đang chờ cơ hội, nay đúng là cầu được ước thấy, bèn nói:
Xưa nay cá lớn nuốt cá bé vốn là thông lệ, bệ hạ có tướng giỏi binh mạnh, mặc sức với vùng, hà tất phải để cái xứ Giang Nam còn con kia cho đời sau chinh phục. Mộ Dung Thùy thấy Phủ Viên lộ vẻ vui sướng, liền khích thêm. Nếu việc gì cũng phải nghe ngóng ý kiến của mọi người thì làm sao thống nhất nổi Trung Nguyên. Phủ Viên cảm mừng, nói. Chỉ riêng Khanh có thể cùng ta bình định thiên hạ mà thôi. Tháng 7 năm Tấn Thái Nguyên thứ 8 năm 383, Phủ Viên truyền lệnh động viên tiến công Đông Tấn. Quan lại các địa phương ra sức bắt Tráng Đinh, trưng thu ngựa và lương thực, trăm họ oán thán vô cùng. Tháng 8, Phủ Viên cử Phù Dung làm Trinh Nam tướng quân, dẫn 25 vạn quân, có tướng Trương Hào, Mộ Dung Thùy làm tiên phong, trung lộ quân đi trước, thẳng đến Thọ Dương. Sai thủ lĩnh dân tộc Hương là Diêu Trường làm Long Tương tướng quân, dẫn Tây Lộ quân men Trường Giang tiến sang phía đông. Đông Lộ quân thì từ Châu U, Châu Ký qua Bành Thành tiến xuống phía nam. Phủ Viên thân chinh dẫn chủ lực trung quân xuất phát từ Tràng An, các đạo quân tổng cộng 90 vạn gấp rút tấn công, tinh kỳ dập trời, thủy lục cùng tiến, khí thế oai hùng. Tin Phủ Viên cất đại quân Nam Hạ truyền đến Kiến Khang, bá quan văn võ triều đình Đông Tấn cả sợ. Hiếu Võ Đế Tư Mã Diệu vội hạ chiếu cử thừa tướng Tạ An làm đại đô đốc toàn quyền phụ trách quân đội. Tạ An đảm lược hơn người, đã chuẩn bị đối phó với cuộc chiến của Tiền Tấn nên vô cùng bình tĩnh. Ban ngày cưỡi ngựa dạo chơi, buổi tối đánh cờ tới khuya. Tướng sĩ thấy thừa tướng ung dung như vậy, hẳn đã có mưu kế, nên dần dần họ cũng yên tâm. Thực ra, Tạ An luôn luôn theo dõi hướng hành động của đại quân Phủ Viên. Khi Tạ An đã xác định rõ hướng chủ công của Phủ Viên là Hoài Hà, còn các hướng khác chỉ mang tính chất phối hợp, ông liền hạ lệnh cho Hồ Bân đem 5.000 thủy quân tăng viện chiến lược cho yếu địa Thọ Dương. Lại lệnh cho Tạ Huyền làm tiên phong, đô đốc chỉ huy 8 vạn, bắc phủ binh, do Tạ Huyền chiêu mộ và huấn luyện, rất thiện chiến, đi đón đánh Phủ Viên. Đồng thời cử em trai mình là Tạ Thạch thay mặt mình chỉ huy toàn quân. Tháng 10, Phù Dung dẫn quân tiên phong đánh chiếm Thọ Dương, bắt sống tướng Tấn từ Nguyên Hỷ. Hồ Bân hay tin đó liền đưa thủy quân lui về, thủ ở Hiệp Thạch. Phù Dung về đánh Hiệp Thạch, Hồ Bân thiếu lương thực khó giữ. Phù Dung viết thư báo tin với Phủ Viên và nói thêm. Binh lực quân địch rất ít, cần gấp rút tấn công, nếu không kẻ địch có thể chạy thoát. Phủ Viên được thư, bị tình huống cục bộ này lôi cuốn để lực lượng chính ở lại Hạng Thành. Đích thân dẫn 8.000 khinh kỵ gấp đến Thọ Dương trực tiếp chỉ huy, định tiêu diệt chủ lực quân Tấn ở giải Thọ Dương rồi mới tiến đánh Kiến Khang. Phủ Viên vừa bố trí tiến công, vừa phái Chu Tự đến doanh trại quân Tấn dụ hàng. Chu Tự vốn là tướng Đông Tấn, 4 năm trước do thua trận mà sang hàng Phủ Viên, lúc này muốn lập công chuộc tội. Khi sang doanh trại Tấn, Chu Tự chẳng những không dụ hàng mà còn đem toàn bộ tình hình quân Tần kể cho Tạ Thạch biết. Tạ Thạch bàn với chư tướng, quyết định nhân lúc hai cánh quân Tần bên sườn chưa đến, chủ lực tiến sâu bị tách rời, mà chuyển từ thế thủ sang thế công. Ông phái mãnh tướng Lưu Lao đem 5.000 tinh binh đến Lạc Gian, còn có tên là Lạc Thủy, nằm giữa Hoài Nam và Định Viễn, tỉnh An Huy. Lưu Lao lặng lẽ dẫn quân tới Lạc Gian, ngày đêm ấy đột nhiên vượt sông Lạc Thủy, bất ngờ tấn công doanh trại quân Tần. Tướng Lương Thành đang ngủ say, giật mình tỉnh dậy ứng chiến, bị bắc phủ binh chém chết. Quân Tần mất chủ tướng tiên phong trở nên rối loạn, nhảy bừa xuống sông mong thoát chết, thành thử bị chết đuối vô số. Trong một trận này, quân Tần mất hơn 1.5 vạn người, sĩ khí quân Tấn lên cao. Lưu Lao toàn thắng lại dẫn bắc phủ binh tấn công Hiệp Thạch. Hồ Bân trong đánh ra, Lưu Lao ngoài đánh vào, quân Tần thua to, Hiệp Thạch được giải vây. Tạ Thạch, Tạ Huyền lập tức chỉ huy toàn quân thừa thắng, tiến mạnh đến bờ đông sông Phì Thủy, đối diện với quân Tần ở bờ tây. Trong thành Thọ Dương, Phù Viên và Phù Dung cùng leo lên lầu quan sát, thấy tinh kỳ quân Tấn như rừng, thế trận nghiêm chỉnh. Nhìn về dãy núi Bát Công ở Mạn Bắc, rừng cây âm u, không biết có bao nhiêu phục binh tại đó. Phù Viên bất giác dùng mình, nói với Phù Dung. Rõ ràng kẻ địch rất mạnh, sao lại bảo là chúng yếu? Quân Tấn ở phía bờ đông Phì Thủy có vẻ không vội vượt sông mà chờ hậu quân đến cùng. Thắng bại xem chừng khó đoán. Tạ Huyền lợi dụng tâm lý nóng lòng muốn thắng của Phủ Viên liền sai sứ giả sang khiêu khích. Nêu điều kiện, quân Tần phải lui về phía sau một quãng để quân Tấn qua sông quyết chiến. Các tướng bên quân Tần đều phản đối, nhưng Phủ Viên cho rằng nên tương kế tự kế, chờ khi quân Tấn sang sông rồi sẽ dùng kỵ binh tấn công. Phủ Dung cũng tán thành kế đó.
Đến ngày quyết chiến, Phù Kiên nhìn sang phía bờ sông đối diện một hồi, rồi giơ tay ra hiệu cho Phù Dung. Phù Dung liền hạ lệnh cho quân Tần ở bờ sông lùi lại cho đối phương vượt sông. Quân Tần phần đông là người các dân tộc bị bắt vào lính, họ vốn không muốn chết thay cho kẻ thống trị là dân tộc D. Vừa nghe lệnh thoái lui, họ liền cắm đầu mà chạy, thế trận lập tức rối loạn. Chu Tự ở phía sau thừa cơ hét to: "Quân Tần thua rồi, quân Tần thua rồi!" Quân lính phía sau nghe vậy cũng tranh nhau bỏ chạy. Tạ Huyền chỉ huy 8.000 kỵ binh gấp rút vượt sông tràn lên chém giết. Phía sau quân Tần, hàng ngũ tan như núi lở. Phù Dung vội thúc ngựa về phía sau để ngăn chặn, nhưng binh sĩ lúc này không chịu nghe lệnh, chỉ lo chạy sao cho thoát. Phù Dung cả giận chém chết mấy người lính và quát: "Kẻ nào trái lệnh phải chết!" Xong quân sĩ tan vỡ tràn tới như nước lũ. Phù Dung bị xô đẩy ngã xuống đất, quân sĩ giày xéo lên thân chàng mà chạy. Bắc phủ binh xông tới chém chết Phù Dung. Phù Kiên đành bỏ quân mà chạy, lại bị trúng một mũi tên, máu chảy ướt đầm, xong vẫn gục đầu xuống bờm ngựa mà chạy. Về đến Hoài Bắc, điểm lại tàn quân đã mất 7-8 phần. Đại quân trăm vạn của Tiền Tần đi đánh Đông Tấn lần này bị thất bại thảm hại. Phù Kiên đau đớn mất em trai, vô cùng hối hận vì đã không nghe lời can ngăn năm trước. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe những nội dung đầu tiên của Thiên Mười, Địa Hình của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe những nội dung tiếp theo của Thiên Mười, Địa Hình cũng như những thiên tiếp theo của cuốn sách trong các phần sau.